Nắm bắt xu hướng thị trường cùng tâm lý khách hàng với nhu cầu nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe. Một năm trở lại đây, nhiều chủ đầu tư đã tìm kiếm cơ hội để phát triển các dự án du lịch khoáng nóng. Những dự án như thế này đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người dân, đặc biệt là tại những khu vực có sẵn nguồn khoáng nóng, có vị trí lân cận Hà Nội. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế tại một dự án đang được chào bán rầm rộ trên thị trường, thì phóng viên mới phát hiện là dù đã huy động vốn dưới hình thức đặt cọc giữ chỗ, nhưng đến nay thì dự án vẫn chỉ nằm trên giấy, pháp lý chưa rõ ràng. Để bổ trợ cho cái khu khách sạn này thì chủ đầu tư đã bố trí 9,7 hectare khu bổ trợ, mang rất nhiều các tiện ích đẳng cấp quốc tế như là bể bơi khoáng nóng ngoài trời, công viên nước, kèm theo đó là trung tâm hội nghị, tiệc cưới. Và ngoài ra thì còn có một cái rất là đẳng cấp, đó là ở đây có một cái bãi rác thải. Đó là những thông tin được giới thiệu tại buổi ra mắt của dự án Winham Lintams Thanh Thủy, nằm trên địa bàn xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, cách đây gần một năm. Còn đây là hình ảnh chúng tôi vừa ghi nhận thực địa tại dự án này vào ngày 24 tháng 6 năm 2020 vừa qua. Dù đã gần một năm được giới thiệu ra thị trường, nhưng dự án vẫn chưa có giấy phép xây dựng, chưa có dấu hiệu triển khai hạ tầng. Nhưng theo lời quảng cáo của các môi giới thì pháp lý của dự án đã đầy đủ. 500 căn hộ tại dự án này đã được các nhà đầu tư Nhật Bản đặt mua. Hợp đồng ký như nào? Hợp đồng hiện tại mình sẽ ký quỹ chị ạ. Tại vì dự án nó chưa đang trong quá trình mà hoàn thiện móng. Dự kiến là cuối tháng 7, 31 tháng 7 bắt đầu là xong cái phần móng ấy. Thì đợt đấy cũng khách hàng mà đợt vừa rồi ký xong ấy, thì cũng sẽ là ký hợp đồng chuyển nhượng. Bây giờ là đã bán 500 căn cho Nhật Bản. Cho Nhật Bản, khách đầu tư Nhật Bản rồi. Hiện tại là đâu đó thì bên em đang triển khai quỹ căn. Thì dự án này bên em mình tháng 6 là target là 120 căn hiện tại. Thời điểm hiện tại vẫn đang trong và đạt tiến độ là gần 89 căn. Hôm qua là bán 9 căn. Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án này do chủ đầu tư là công ty cổ phần dịch vụ du lịch Osen Fuji, một doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam chứ không phải doanh nghiệp Nhật Bản như các môi giới đã tự đánh bóng tên tuổi của chủ đầu tư để bán hàng. Trước dấu hiệu huy động vốn trái phép dưới hình thức đặt cọc giữ chỗ của chủ đầu tư và đơn vị phân phối dự án Winham Lintams Thanh Thủy, chính quyền địa phương đã có cảnh báo và xử phạt hành chính, nhưng đến nay các giao dịch vẫn diễn ra bình thường. Đối với dự án Winham Thanh Thủy thì hiện nay đang hoàn thiện các thủ tục để cấp phép xây dựng. Chúng tôi cũng đã có những văn bản nhắc nhở chủ đầu tư là phải mua bán theo cái quy định của pháp luật, và thứ hai phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và trên địa bàn thì chúng tôi cũng không cho phép chủ đầu tư là quảng cáo bán tại địa bàn huyện Thanh Thủy. Khách hàng có thể gặp rất nhiều rủi ro trong trường hợp này. Rủi ro lớn nhất đấy là họ không bảo đảm được cái quyền lợi khi mà cái giá nhà thì nó phải bao gồm hạ tầng, bao gồm những cái cơ sở vật chất nhất định, thì họ trả rồi, họ mất tiền rồi mà họ không được sử dụng. Thế còn liên quan nữa là sẽ không được cấp sổ đỏ, rồi không chuyển nhượng được và nhiều cái thứ khác thiệt hại cho quyền lợi của họ. Dù sai phạm của công ty cổ phần dịch vụ du lịch Osen Fuji tại dự án Winham Lintams Thanh Thủy đã được phát hiện từ năm 2019, nhưng đến nay những sai phạm này vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Thậm chí, việc huy động vốn này đang được giới chuyên gia cho rằng chủ đầu tư đang chiếm dụng vốn của khách hàng khi đã thu tiền, nhưng pháp lý dự án chưa được hoàn thiện.